Kính thưa quý khán giả, với tổng vốn đầu tư hơn 67 tỷ đô la Mỹ, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang được dư luận quan tâm với nhiều câu hỏi, như làm sao cho dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, công nghệ hiện đại và đặc biệt là phải cân đối hợp lý giữa nguồn vốn đầu tư để tránh rơi vào bẫy nợ như đã từng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tạo bẫy nợ. Thưa quý khán giả, theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy, nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc Nam rất lớn, nhất là hành khách. Tuy nhiên, chi phí vận tải còn cao, thời gian đi lại dài, chưa thuận tiện, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với hình thái đất nước trải dài trên trục Bắc Nam, việc đầu tư đường sắt tốc độ cao là rất cấp thiết, giúp phát huy đồng bộ hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển bền vững cho đất nước. Theo tính toán và dự báo, tổng nhu cầu vận tải đến năm 2050 về hàng hóa khoảng từ 1,4 đến 1,7 tỷ tấn, về hành khách từ 1,1 đến 1,3 tỷ lượt. Trong đó, vận tải đường sắt sẽ đảm nhận khoảng 18,2 triệu tấn hàng và khoảng 122,7 triệu lượt khách. Như vậy, đường sắt hiện hữu sẽ khó đáp ứng nổi. Ông Nguyễn Ngọc Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, người đã trực tiếp tham gia chuẩn bị dự án đường sắt tốc độ cao từ thời gian đầu, cho rằng với nhu cầu vận tải như dự báo, tuyến đường sắt hiện hữu sau khi cải tạo nâng cấp có thể cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, nhưng nhu cầu vận tải hành khách sẽ thiếu hụt lớn. Theo kinh nghiệm thế giới, để giải quyết nhu cầu vận tải lớn về hành khách, việc lựa chọn đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao là thích hợp, hiệu quả. Về công nghệ, dự án đường sắt tốc độ cao đang đề xuất áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray được sử dụng phổ biến trên thế giới. Và theo ông Vũ Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải, hiện có nhiều quốc gia trên thế giới đã sản xuất được đoàn tàu chạy đường sắt tốc độ cao chạy trên ray. Công nghệ theo hướng mở có thể tích hợp, khai thác nhiều loại tàu, bảo đảm nhiều đơn vị có thể cung cấp phương tiện, tránh độc quyền. Ông Vũ Hồng Phương cho biết thêm, qua kinh nghiệm của các nước, có thể thấy các yếu tố được quan tâm lớn là yêu cầu mức độ chuyển giao công nghệ cho nước sử dụng, tức công nghệ được lựa chọn phải theo hướng mở và có thể tích hợp với nhiều công nghệ khác nhau. Về chi tiết, sẽ lựa chọn phù hợp với các yếu tố tự nhiên và xã hội, chi phí đầu tư hạ tầng, mua sắm đoàn tàu. Về giải pháp kỹ thuật, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình rõ các yếu tố về kỹ thuật, hướng tuyến phải thẳng nhất có thể để giảm chi phí, đặc biệt là tuyến qua tỉnh Nam Định, bảo đảm tốc độ khai thác cho các đoàn tàu, tạo không gian phát triển mới, tránh các khu dân cư, đô thị lớn, nhưng phải có phương án kết nối phù hợp, thuận tiện để kết nối ngắn nhất đến sân bay, cảng biển lớn, thuận tiện liên kết hành lang Đông Tây và kết nối với các tuyến đường sắt Trung Quốc, Lào và Campuchia. Về tốc độ khai thác, cần thuyết minh kỹ các yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường với tốc độ 350 km một giờ trong việc khai thác tàu hàng container. Về sơ bộ tổng mức đầu tư, cần rà soát trên cơ sở nguyên tắc tính đúng, tính đủ và phù hợp với các quy định của pháp luật tại bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, làm rõ các thông số về quy mô đầu tư các hạng mục dự án đường sắt tốc độ cao, thuyết minh làm rõ phương án huy động và khả năng cân đối vốn cho dự án bảo đảm khả thi và đúng quy định. Tuy nhiên, để làm rõ việc đầu tư đường sắt tốc độ cao không chỉ là vốn, không chỉ căn cứ cơ sở số liệu điều tra vận tải, mà đơn vị tư vấn cần căn cứ lợi thế, chi phí vận tải của từng phương thức, rồi cập nhật các quy hoạch quốc gia, vùng, địa phương, đồng thời dựa vào các mô hình dự báo trên thế giới, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như KOICA, JICA, WB, cũng như tính toán các chỉ số cần thiết. Có thể lấy dẫn chứng từ mô hình đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, Trung Quốc sau khi đưa tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Kinh-Thượng Hải vào khai thác năm 2012, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của các địa phương dọc tuyến tăng gấp đôi sau 10 năm. Giá trị đất khu vực lân cận tăng khoảng 30%, dịch vụ du lịch cũng tăng hơn gấp đôi. Theo Bộ Tiêu chí của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, việc đầu tư đường sắt tốc độ cao sẽ tăng 2 chỉ tiêu trực tiếp và 5 chỉ tiêu gián tiếp
về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, có thể nói đường sắt tốc độ cao của chúng ta không thể hoàn vốn từ kinh doanh đường sắt. Tuy nhiên, những đóng góp từ dự án trong tương lai rất khả quan. Cụ thể, dự án sẽ góp phần vào tăng trưởng GDP trong thời gian xây dựng, mà theo tính toán của Bộ Kế hoạch Đầu tư khoảng 0,97 điểm phần trăm một năm so với không đầu tư dự án. Đặc biệt, nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực phát triển đô thị lấy giao thông công cộng trung tâm TOD và khai thác thương mại dự kiến khoảng 22 tỷ đô la Mỹ. Theo phương án đầu tư được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chấp thuận và trình Quốc hội, tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ được đầu tư toàn tuyến với tốc độ thiết kế 350 km/h, chiều dài 1.541 km, đường đôi, khổ 1.435 mm, tổng mức đầu tư 67,34 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế cho thấy, phương án đầu tư toàn tuyến hiệu quả cao hơn nhưng sẽ bị áp lực về vốn. Theo ông Uông Việt Dũng, người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải, dự án đường sắt tốc độ cao sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh. Toàn tuyến được bố trí 23 ga khách với cự ly trung bình từ 50 đến 70 km một ga, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa, phục vụ cả hậu cần quốc phòng khi có nhu cầu và đã được đơn vị tư vấn tính toán cân nhắc kỹ. Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải đã được Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến theo hình thức đầu tư công. Theo đó, nguồn vốn dự kiến bao gồm ngân sách Trung ương bố trí theo các kỳ trung hạn, nguồn vốn huy động từ trái phiếu chính phủ, nguồn vốn góp các địa phương, ngân sách địa phương, nguồn tăng thu tiết kiệm chi hàng năm. Dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hoàn thành dự án vào năm 2035. Trong đó bố trí vốn trong khoảng 12 năm, mỗi năm bình quân khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 16,2% GDP trong giai đoạn 2026-2030. Dù vậy, vấn đề vốn đầu tư vẫn tạo ra nhiều ý kiến lo ngại. Tại phiên họp thẩm định lần 2 vừa diễn ra, Hội đồng thẩm định nhà nước đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương làm rõ một số nội dung. Trong đó, về tổng mức đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cần tính đúng, tính đủ, đồng thời làm rõ khả năng huy động, cân đối vốn cho dự án. Từ yêu cầu này, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất 18 chính sách thuộc thẩm quyền Quốc hội và 6 chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo từng giai đoạn của dự án. Cụ thể, trong giai đoạn chuẩn bị, phân chia dự án thành phần không áp dụng quy định của pháp luật về xây dựng và được phê duyệt trong bước nghiên cứu khả thi, không phải thi tuyển kiến trúc đối với nhà ga đường sắt. Tiếp đến, trong giai đoạn thực hiện dự án, sẽ đề xuất chính sách về thẩm quyền quyết định sử dụng các nguồn vốn bao gồm ODA, chính sách về vốn và huy động vốn, chính sách về khai thác khoáng sản, chính sách về thẩm quyền điều chỉnh dự án, chính sách về bồi thường. Trong giai đoạn khai thác, vận hành, các chính sách về phát triển công nghiệp đường sắt, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Theo phân tích của ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 14, thành viên tổ chuyên gia của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện đề án đầu tư đường sắt tốc độ cao, các chỉ tiêu an toàn nợ công khi triển khai đầu tư dự án đều trong tầm kiểm soát. Cụ thể, đến năm 2030, cả ba chỉ tiêu nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia thấp hơn mức cho phép. Vậy, giai đoạn sau năm 2030, với các chỉ tiêu tăng trưởng, an toàn nợ công giả định như giai đoạn 2021-2025, dự án liệu còn có đáp ứng chỉ tiêu nợ công, các chỉ tiêu nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, bội chi tăng bao nhiêu? Trả lời cho loạt câu hỏi này, ông Vũ Hồng Phương giải thích trong quá trình xây dựng và vận hành, sẽ kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư các khu dịch vụ thương mại tại các ga, đầu tư thêm phương tiện để khai thác khi có nhu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, trường hợp có nguồn vốn ODA với điều kiện vay tốt, thời gian vay dài và ít bị ràng buộc, chúng ta vẫn sẽ xem xét nghiên cứu, đề xuất huy động một phần cho dự án, chủ yếu liên quan đến công nghệ. Vốn ODA có thể được huy động để cấp phát trực tiếp mua sắm một số thiết bị hoặc cho doanh nghiệp vay lại để mua sắm phương tiện, thiết bị, phục vụ vận hành khai thác. Như vậy, phương án đầu tư của chúng ta hoàn toàn bằng đầu tư công, huy động nguồn lực trong nước và chỉ đi vay nếu có nguồn vốn hợp lý liên quan đến công nghệ. Do đó, sẽ không có việc Việt Nam phải đi vay tiền đầu tư dự án,
và rơi vào bẫy nợ như nhiều người lo ngại. Kính thưa quý khán giả, với ưu thế vận tải khối lượng lớn, nhanh, thuận tiện và an toàn, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam sẽ góp phần giảm áp lực tập trung dân số, quá tải hạ tầng ở các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, dự án sẽ góp phần tái cấu trúc, phân bố lại đô thị, dân cư, mở ra không gian phát triển kinh tế cho các địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.